Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn những cái lò gạch sử dụng bên trong cái công trình nhà cấp 4, nhà dân dụng, và hiện nay sử dụng rất là phổ biến. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan và tìm hiểu những cái lò gạch này nhé. Trong công trình xây dựng nhà dân dụng và nhà cấp 4 thì cái gạch ống và gạch thẻ đóng một cái vai trò rất quan trọng, và nó chính là một cái vật liệu được sử dụng chiếm khoảng 30% trong tổng số cái vật liệu mà sử dụng cho công trình. Thì để giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn trong quá trình mình lựa chọn cái gạch để mà xây nhà, thì mình trong video này mình xin tư vấn giúp cho mọi người. Đó chính là cái lý do vì sao mà mình thực hiện cái video này. Riêng bản thân mình cảm thấy thật là thiếu sót nếu trong cái kênh YouTube Ngôi Nhà Mơ Ước 1 của mình không tư vấn cho mọi người về cái phần gạch ống. Đó cũng chính là cái lý do thứ nhì mà mình thực hiện cái video này. Và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái anh chị, bà con và chủ nhà nhắn tin hỏi mình tư vấn về cái gạch ống này. Và mình cũng xin lưu ý, trong cái video này mình chỉ làm rõ và chỉ nêu lên những cái loại gạch mà nó sử dụng phổ biến. Hy vọng mọi người xem cái video này và mình áp dụng lựa chọn gạch cho nó đúng và nó phù hợp tại từng cái vị trí xây dựng. Cái cảnh biển lò ở trên này nó có một cái ống khói nhìn rất là hun hút, và nó có những cái đường tròn đồng tâm bên trên cái ống khói này, nhìn rất là đẹp. Thực sự thì mình cũng rất là hiếm hoi khi có dịp ghé một cái lò gạch mà nó đang trong cái giai đoạn mà nó để nguội và lấy gạch ra. Cái cảnh này là mình rất là thích. Và theo như cái mấy chị ở đây chỉ cho biết thì một năm chỉ gạch chỉ ở vô lò có 3 lần thôi, chứ không có được nhiều, vì do hiện tại bây giờ người ta do thông tư của chính phủ quy định thì chuyển sang các loại gạch đất sét không nung. Chính vì vậy mà những cái công trình lớn, công trình nhà nước thì không còn sử dụng cái gạch đất sét nung nữa, mà chuyển sang cái gạch bê tông nhẹ, gạch chính vì vậy mà cái số lượng đơn đặt hàng ở những cái lò gạch nó cũng giảm dần, và có một số lò gạch phải hoạt động cầm chừng, và cũng có một số cái lò gạch đã chuyển sang làm gốm hoặc là thôi không kinh doanh nữa. Đó chính là cái lý do mà vì sao những cái lò gạch truyền thống ngày càng trở nên mai mòn và không còn tồn tại được nữa. Hiện tại thì mình đang đứng trong cái vị trí cái lò, thì như các bạn hay nhìn thấy ở trên đó chính là cái ống khói của cái lò. Đây chính là những cái anh thợ mà đang tiến hành chất gạch vào trong lò. Anh ơi, vậy anh cho em hỏi là hiện tại bây giờ gạch xây của mình là nó có tổng cộng là bao nhiêu loại anh? Ba loại. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thì ba cái lỗi này nó có cái độ cứng khác nhau đúng không anh? Dạ. Lấy từ dưới nền dưới lên là khoảng 1m2 đổ lại. Dạ. Chân là từ 1m2, từ 1m2 trở lên đó là lòng tàu. Rồi từ cái ngọn là khoảng bao nhiêu mét anh? 4m. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Cái không khí mà làm việc tại cái chất cái lò gạch nó cũng rất là sôi nổi, và như các bạn nhìn thấy thì mỗi một người sẽ một việc hay vào việc đấy, và không khí làm việc rất là sôi nổi.
đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình có dịp bước chân vào trong một cái điện lò để mà tham quan, khảo sát và xem cái quá trình mà chất gạch vào một cái lò gạch nó như thế nào. Anh ơi, anh cho em hỏi là sao mà mình chất gạch mình phải chừa những cái khoảng hở đó như vậy nha? Hở chừa hở cho lửa trên nó đi xuống dính đều. Dạ, cho lửa nó lan ra ha. Cho lửa nó lan ra. Tỏ khắp lò để cho chín đều. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Còn đây là cái lò gạch thẻ, hay người ta còn gọi đó là cái gạch đinh. Cái gạch thẻ và cái gạch đinh này nó dùng để xây cái phần chân tường và xây hầm tường ngoại, hoặc là dùng để xây bó dĩa tam cấp cầu thang thì sẽ dùng cái loại gạch thẻ này. Cái loại gạch thứ gì mà mình muốn chia sẻ đến mọi người đó chính là gạch ống. Gạch ống hay còn gọi đó chính là gạch bốn lỗ, có kích thước là 8x8x18. Thì đây chính là một cái loại gạch mà sử dụng một cái rất là phổ biến ở phía bên ở công trình, và đa phần những cái vách ngăn và cái vách ngăn phòng và cái thành phải sử dụng cái loại gạch ống này. Cái phần lựa chọn cái loại gạch ống nó như thế nào và để cho nó phù hợp tại từng cái vị trí và nó đúng yêu cầu kỹ thuật, thì bây giờ xin mời các bạn cùng đi phân tích và tìm hiểu với mình nhé. Cái lò gạch mà các bạn đang nhìn thấy ở phía bên đây đó gọi là cái gạch lồng tàu. Cái gạch lồng tàu là kế cái lớp gạch chân. Thì cái lò gạch này nó dùng để mà xây vách và xây tường rất là tốt. Thì gạch này nó có một cái chất lượng rất là cao, người ta dùng để xây vách ngăn và xây tường, là cái gọi loại gạch này là cái chính, là cái loại gạch này là gạch lồng tàu. Cái loại gạch chân này thì người ta dùng để xây tường và xây ngăn vách được nha các bạn. Tuy cái độ cứng nó nhỏ hơn hai cái độ cứng còn lại, nhưng mà nó dùng để xây tường và ngăn vách cũng rất là tốt. Cái loại gạch lồng tàu đó thì nó có một cái màu đẹp nhất trong ba cái loại gạch còn lại. Còn đây người ta gọi đó chính là cái gạch ngọn, hay còn có một cái tên gọi khác đó chính là gạch gia luôn. Có cái gạch này là nó nằm ở trên cùng của cái lò, vì do nó tiếp xúc với cái nhiệt độ cao nên nó trở nên cháy và có cái màu nó hơi sậm. Người ta còn gọi cái loại gạch này đó chính là gạch gia lưu. Còn gạch gia lưu này là dùng để xây chân nền, xây hầm tường ngoại và xây thành bó dĩa. Cái gạch gọn này là cái gạch được xem như là chắc nhất, cái màu của nó là sậm nhất trong ba cái loại gạch còn lại. Và đây cũng gọi là gạch ngọn nữa là các bạn. Cái loại gạch ngọn này nó nằm kế cái loại gạch ngọn kia. Chính vì vậy mà nó có cái màu nó không có đều. Cái màu của nó thì cái lúc mà sậm, cái lúc lợt, do cái việc mà nó tiếp xúc với cái lửa của lò khác nhau, do đó cái độ chính nó không có đều. Tuy nhiên cái loại gạch này nó cũng rất là tốt, nhưng mà cái loại gạch này nó không có chất lượng mà cái loại gạch gọn mà mình vừa nêu ở trên. Như vậy mình xin tổng hợp lại đối với gạch ống dùng để xây cho công trình nhà cấp 4 nhà dân chủng thì được chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất đi từ dưới lên trên thì tạm gọi chính là gạch chân. Thì cái loại gạch này nó dùng để xây thành và ngăn vách. Tuy nhiên nó có cái độ cứng và không bằng hai cái loại gạch còn lại. Cái loại gạch tiếp theo nằm trên cái loại gạch chân thì ta gọi đó chính là gạch lồng tàu. Thì đây chính là một cái loại gạch nó có cái chất lượng tốt nhất,
và dùng để xây vách ngăn xây tường. Và cái loại gạch này nó có một cái màu đẹp nhất trong hai cái loại gạch còn lại. Cái loại gạch thứ ba là loại gạch trên cùng, người ta có một cái tên gọi đó chính là cái gạch ngọn, hay còn gọi là cái gạch ga luông. Thì cái loại gạch này là nó có cái độ cứng hơn hai cái loại gạch còn lại, và dùng để xây thành, xây bó dĩa và xây cái hầm tự vệ. Tuy nhiên từng cái loại gạch khác nhau nó sẽ ứng dụng vào một cái vị trí khác nhau. Còn đây là cái loại gạch tàu, và khi mà mình có dịp đến cái loại gạch này và nhìn thấy cái loại gạch tàu thì mình rất là nhớ đến ngày xưa ở những thập niên 70 và 80, thì tới cái loại gạch tàu này được sử dụng rất là nhiều. Và lúc đó thì cái vật liệu nó cũng chưa có phát triển lắm, thì chủ yếu người ta xây nhà nó bằng cái gạch tàu này nó là chính. Thì gạch tàu nó có kích thước là 25 x 25, và như các bạn đã thấy thì ở đây nó có hai cái loại gạch tàu và nó có cái độ dày khác nhau. Và hiện tại cái gạch tàu này nó cũng đang rất là hiếm, và đa số những cái loại gạch thì người ta không có còn sản xuất nữa, và chỉ sản xuất theo cái đơn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ giúp cho chủ nhà, các cô chú bác anh chị, bà con có một cái nhìn tổng quát hơn, và mình có thêm một cái kiến thức cơ bản về những cái loại gạch sử dụng cho nhà cấp 4 và trong công trình, để trong quá trình mình xây dựng mình lựa chọn cái loại gạch cho từng cái vị trí một nó được phù hợp. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Trước khi kết thúc cái video này, và cũng là nhân tiện mình đến tham quan cái lò gạch này, thì cũng xin chúc cho cái chị chủ lò gạch cũng giống như là những cái anh em lao động ở trong cái lò gạch này thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong công việc.